Đoạn video này được đăng tải trên trang YouTube của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa, được tạo ra với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, tức AI. Nó sử dụng hình ảnh được AI tạo ra để mô tả các vụ nổ ở Đài Loan, những di dân băng qua biên giới phía Nam Hoa Kỳ và một San Francisco đầy tội phạm với xe tăng trên đường phố. Tất cả đều không có thật. Và trên tài khoản của Ủy ban Never Back Down xuất hiện video có giọng nói của Donald Trump. Sau đó người ta phát hiện ra rằng bài phát biểu của cựu Tổng thống có nội dung được lấy từ bài đăng trên mạng xã hội của ông, còn giọng nói của Donald Trump là do AI tạo ra. Hồi giữa tháng 10, Google, công ty sở hữu YouTube, thông báo rằng họ sẽ yêu cầu người dùng đăng nội dung giống thật do AI tạo ra phải công bố rõ ràng rằng nội dung đó có chứa những chi tiết đã bị thay đổi hoặc được chế ra. Mark Gregorski là trợ lý giáo sư tại khoa nghiên cứu an ninh và quan hệ quốc tế của Đại học Hàng không Embry-Riddle. Việc sử dụng AI tổng hợp trong những quảng cáo này đã giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất và ai cũng có thể tiếp cận chỉ với một chiếc thẻ tín dụng. Khi bạn tạo ra những quảng cáo này và đưa chúng lên mạng, chúng sẽ lan nhanh như cháy rừng. Và một số ứng cử viên đã đặt cược rằng quảng cáo do AI tạo ra có thể ảnh hưởng đến các cử tri dao động của Mỹ. Chỉ cần nhìn vào khoảng cách mong manh giữa các ứng cử viên tổng thống trong một số kỳ bầu cử vừa qua, thì chúng ta có thể thấy việc nhắm mục tiêu vào 6% cử tri có thể xoay chuyển cục diện của cuộc đua, đặc biệt là nếu làm theo cách mà Cambridge Analytica đã làm và siêu zoom vào các cử tri đó. Một số chính quyền tiểu bang đã cố gắng quản lý nội dung do AI tạo ra. Ở Wisconsin, các nhà lập pháp muốn các chính trị gia và các nhóm chính trị ghi rõ bất cứ khi nào họ sử dụng chất lượng âm thanh và video do AI tạo ra trong các quảng cáo tranh cử của mình. Luật này, nếu được thông qua, sẽ có mức phạt lên tới $1,000. Dân biểu bang Penelope Tresoglu cho biết các biện pháp tương tự dự kiến sẽ được thực hiện ở Michigan. It's also important to let voters know when you are using AI. Cần phải cho cử tri biết khi nào bạn sử dụng AI, đặc biệt là nếu bạn sử dụng nó để tạo ra những hình ảnh giả có độ chân thực cực cao, vốn có khả năng đổi trắng thay đen. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Amy Klobuchar đã kêu gọi các biện pháp tương tự ở cấp liên bang. Vào tháng 10, bà đã trao đổi với những hãng khổng lồ truyền thông xã hội là Meta và X, yêu cầu họ làm rõ cách họ sẽ quản lý các quảng cáo chiến dịch chính trị do AI tạo ra trên nền tảng của mình. Đáp lại, vào ngày 6 tháng 11, Meta đã cấm các nhà vận động chính trị và nhà quảng cáo sử dụng các công cụ tạo nội dung bằng AI của mình. X, từng có tên là Twitter, vẫn chưa đưa ra bất kỳ chính sách AI nào liên quan đến chiến dịch tranh cử tổng thống đang diễn ra.